Xin chào quý vị và các bạn. Thì tiếp tục hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con em ly đến từ Đức, được sản xuất tại Đức, và những con em ly đến từ châu Âu nói chung hay là đến từ Đức nói riêng thì luôn cho một cái âm sắc rất là đặc biệt quý vị, rất là tuyệt vời, thì được anh em chơi audio rất là yêu thích nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con em ly phải nói là rất hiếm của hãng Sapa Matchbird Stay. Thì đây là một cái model khá đặc biệt của hãng quý vị, khá đặc biệt nha, và nó sản xuất số lượng có giới hạn. Thì con này thì khoảng chắc tầm 1-2 năm trước em có bán 1-2 con đó quý vị, nhưng mà tới bây giờ thì mới có được một con nữa. Thì cái model này rất ít gặp nha, model này rất ít gặp. Em này thì đánh 4 sò sắt xuất âm tụ đó. Thì bên ngoài em nói là vỏ gỗ nha quý vị, rất là đẹp ha, hầu như là xuất sắc. Thì em này duy nhất chỉ có một cái lỗi nhỏ, đó là cái phần FM nó không có hát quý vị. Phần AM thì hát bình thường, tất cả các chức năng hoạt động bình thường, nhưng phần FM thì nó không có hát. Thì lát nữa em sẽ test cho quý vị và các bạn. Đây, bây giờ em test cho quý vị chữ M nè. Mà là AM nha. Cái giường nhỏ đầy bộ đủ thứ. Đó, phần AM thì hát bình thường, phần FM thì không hát. Thì em cũng báo trước luôn. Đó, và con này giá cũng rất là tốt luôn quý vị. Thì mời quý vị thưởng thức một đoạn chất âm của em nó, rồi xong chúng ta xem mà nó có xứng đáng với cái giá trị số tiền mà chúng ta bỏ ra hay không ha. Rồi, chúc mời anh em. Anh em hãy đeo tai nghe vào nha, đây nha. Dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình, cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, người đi trắng về quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang, giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang cứ than trong hồn em cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiên tha. Rồi, quý vị hãy đánh giá xem là nó có xứng đáng với cái chất âm là ba, với cái mức giá tầm tiền chúng ta bỏ ra. Con này thì hôm nay với mức giá rất là đặc biệt, rất là đẹp luôn quý vị. Thì có mức giá là 3.900.000. Em bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Và khi mua thì anh em sẽ được tặng một cái dắt vào AV như thế này, và một cái cặp dây jack loa như thế này. Về anh em chỉ việc cắm vào và dùng thôi ha, không cần phải tìm kiếm hay mua gì nữa hết. Đó, mức giá rất là tốt quý vị. Con này thì nếu mà tầm năm ngoái thì giá nó tầm 5 triệu mấy ha, nó tầm 5 triệu mấy đó quý vị. Thì giờ nó đã giảm xuống là 1 triệu rồi, với lại là do nó lỗi một cái phần FM, cho nên là em cũng giao lưu đến quý vị mức giá rất tốt. Anh em không quan trọng tới cái phần FM thì chúng ta sẽ hữu con âm ly này với cái chất âm rất là tuyệt vời.
Thật sự với cái tiền này bỏ ra thì anh em khó tìm được một con Emily mà có cái âm sắc nó hay như thế này. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Em đã ghép với đôi quắc phê đan đứt 30 nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn.